Xin chào quý vị và các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay cái khoảnh khắc bình minh rất đẹp tại thành phố Quy Nhơn. Mong các bạn đón xem. Tăng Alex không có gì hơn. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và xin chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo.
qua kênh YouTube, các bạn nhớ like và đăng ký kênh. Tăng Alex không có gì hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.